cũng vài điều à. Thứ nhất, dạ, con Hồng Loan là hôm nay nó 37 tuổi, nở trong gia đình từ đó giờ 37 năm. Tại dạ. sao không ai nói là con nuôi con ruột? Dạ. À, khi cha ta vừa nằm xuống là nói là con nuôi liền. Dạ. Có ý gì? Đó, rồi một cái thứ hai nữa, cái quan tài du lịch người ta cho, tại sao kêu nói là 400 triệu? Dạ. Đó, rồi sao mà tiền đám tang không minh bạch? Hiểu vấn đề bức xúc là cái đó là có ý cái gì? Rồi giờ dạ. tài sản của cha ta đây lại mà giờ muốn chia đôi là sao? Dạ. Đó, chỉ nói mấy câu vậy thôi, mình thấy bất bình cái chuyện đó. Dạ. Chứ không có phải là mình nói gì mà bên đúng bên sai gì hết. Vậy cô là cô nghĩ thế nào là cho các bạn còn nhất là cả cho gia đình cô? Thì bây giờ người cô phải là nói như thế nào, ngồi lại bàn luận hay là nói như thế nào lận là cho con cháu nó nghe được. Dạ. Thì nó mới ấy chứ nó con nhỏ này nó Hồng Loan cũng không phải là nó ác nhân sát đức gì đâu. Nhưng mà nói nó ác nhân sát đức thì kia nó đuổi xua rồi đủ thứ. Nhưng mà mình nhận thấy là nó nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Nó chuyện rất là hiền. Mà không biết thì trong gia đình thì mình cái lời nó của chị Hồng Loan á là nó ra mà xã hội là ý quyết định của nghệ sĩ Linh đó sẽ bán đất và chia cho con cháu gia đình mua nhà thứ sáu là theo mà bây giờ cái xảy ra sự việc như vậy rồi chị Loan có làm được điều như ba chị không? Nếu như mà xảy ra sự việc như vậy cô... nếu xảy ra mà không dàn xếp được thì không biết, chứ nếu mà pháp lực mà làm việc mà vô vào cuộc mà nếu mà công bằng thì có thể được. Hồng Loan cũng nói mà, nói là khi nào bán được thì cũng phải làm thiếu nguyện của cha. Dạ. Mà hô cho nhà rồi cho vốn làm ăn rồi đó, cũng nói. Nhưng mấy thì sao mà rồi chia đôi thì cũng không biết. Chứ mình trong gia đình thì mình không biết, chứ Hồng Loan nó đâu phải, đâu có đuổi xua ai đâu. Chỉ mời thôi. Và, muốn biết ruột hay là nuôi thì mời chú Bảy chấp nhận. Mà ổng có nói là mày thách thức tao. Nó đâu có nói mày thách thức tao. Con mời chú Bảy đi xác nhận thôi. Còn Hồng Loan là nói là nha, cha mẹ của cô, cha mẹ của chị cũng già rồi, rồi giờ ba em mất rồi, chị về lo cho ba mẹ chị đi, chứ có nói là đuổi. Rồi Kim Nga nói là tính 7 tuần là đi về đó chứ mà đưa đẩy tới 100 ngày, mà không biết đưa đẩy là sao mình không biết. Kim Nga thì chính miệng Kim Nga nói luôn, tính 7 tuần là đi về nhà rồi, nhưng mà đưa đẩy tới 100 ngày, mà không biết gì sao. Và mấy cô những cái hành động và kiểu chị mà của chị hồn nhân nó cho cô hồn nhân ước cho bằng người của cô năng, những cái hành động đó là cô nào là hành động đó là cô không có không nhất trí cái chuyện đó. Cái gì người mất chưa có được 100 ngày mà lợi bàn thờ mà nói mà sỉ sỡ mà vỗ bàn vỗ ghế gì là cái thái độ hành động đó là không đúng. Cô không thống nhất cái chuyện đó. Mình muốn nói gì mình đi chỗ khác kiếm chỗ mình nói, mà sao mà lợi ngay bàn thờ sỉ sỡ, còn đòi nó giờ nói gì đó rồi giờ mét ai bây giờ à, nó đuổi Kim Nga như đuổi âm sao như được, mà đuổi Kim Nga hồi nào có đâu có nói đuổi đâu, mà cái đó là không phải không đúng. Nói đúng, ví dụ như nó nói sao thì mình nói y như vậy, mình đừng có nói thêm nó bớt. Còn cái ông bánh xèo đó còn giờ lại xỉ sỏ chửi với tùm lum la nói con nội này đủ thứ này thứ kia là không đúng. Cái đó là người lớn đó, mình làm vậy là đừng có nói cô bác mà không nghĩ con cháu thì con cháu nó cũng đâu nghĩ lại, tức nước phải dở bờ thôi, ai cũng vậy. Mà mình đứng bên ngoài mình thấy mình không biết bên là đúng là sao, nhưng mà thấy mấy chuyện đó mình thấy bất bình. Mình nghe cô phân tích thôi, chứ còn cái chuyện gia đình người ta cũng không xen vào, mình là người ngoài. Mình, vậy mình chỉ phân tích cái nào thôi chứ không là... Tôi thấy cái đám tang nào cũng vậy, tiền người ta phúng điếu hay là cái gì thì mình ghi danh sách, mình coi mới mốt mình cảm ơn người ta hoặc mình đi trả lại hay gì đó. Chứ đâu phải mà mình sao cũng được, ví dụ mình lấy tiền bỏ túi thôi, còn cái gì thì mình không biết tới. Nó người đâu có được. Nhà ai cũng có hữu sự, nhưng mà không có cái hữu sự nào mà giống cái chuyện này. Mình khác lạ nhất từ trước tới giờ. Theo cô là cậu Năm là ra đi có nhà nhỏ tiếng và để đời, đúng không cô? Nhưng mà cái sự việc gia đình này rất là đau lòng không cô? Đúng đúng rồi, đau lòng. Ông đi cũng không có yên đâu. Ông đi không... Nói chung là thôi, bây giờ... Mình cũng cầu mong, y cầu mong cho ông thao đó. Cô là mình không phân tích được, không có khoa học nào phân tích được. Nhưng mà chỉ có người ở lại mới phân tích được. Chỉ người ở lại mới tranh giành cái rồi này kia cái đó cho con người đi rồi hết. Rồi chết là hết. Còn bây giờ người sẽ đi đâu mình sao biết được. Không có nhà khoa học nào mà chứng minh được lại chúng là như vậy cả. Cho nên là... cô nghĩ sao về cái lá đơn của cô Sáu gửi đến tòa án cô? Lá đơn kiện Hồng Loan. Thế là mình thấy lá đơn đó cô cháu mà chưa có gì hết trơn á mà giờ kiện cháu, kiện là phải là quỷ bỏ, kiện quỷ bỏ cái Hồng Loan là sang tên, vì quỷ bỏ cái đó là kêu là phải là đồng sở hữu với con của cổ, là cái đơn đó là tôi thấy tôi không chấp nhận. Tại vì cái con nghĩ là cái thể là thiếu hiểu biết cái thật sự ra, nó có phải cái hiệp đồng đâu mà còn quỷ hiệp đồng, quỷ hiệp đồng cũng bầu thường, còn cái đây là cái sang tên công chứng rồi, đúng không?
thì đâu có chuyện quỷ được đúng như không? Tôi à, là tôi là cô là tôi phải, không xử lý như vậy. Phải có bằng chứng gì tỏ. Tôi là cô là tôi không có làm những điều đó. Anh nói tôi cười mà tôi tỏ vậy đâu. Phải có bằng chứng gì mới kêu là quỷ cái vấn đề mà sang tên cho Hồng. Kêu quỷ bỏ cái đó, đặng là sang tên lại cho con của bà đứng tên với lại con Hồng Loan, hai đứa đồng sở hữu tài sản. Cái đó là không. Theo cô là khả năng cô Sáu thắng không? Thắng kiện như vụ này không? Cái đó chắc là cũng nhiều người là cũng chắc cũng biết, nhưng mà thắng hay không thì mình không có nói được. Chứ mình trong lòng mình. Ba mình rồi. Nói chuyện đó là chắc có lẽ là còn năm cha Hồng Loan nó trước chứ Hồng Loan rồi. Cho nên Hồng Loan bây giờ đi nói ba. Đi qua cho ba nhà nhiều người tâm nói lắm. Tại vì lấy người mà nghe lấy cái điện thoại lấy trộm điện thoại đâu không có biết cái điện thoại. Cũng nghe thôi chứ mình nó lấy trộm điện thoại mất tiền. Mới nghe đây tức thì là mất tiền, mà trong khi đó là kêu công an tới là luật sư tới là tiền vẫn còn đó mà vô khống là mất tiền. Nói là vàng đám cưới bán mua. À vàng đám cưới đó đúng rồi đó. Giờ dọn là còn. Giờ dọn là còn đó, mà cái mất á. Cũng điện thoại trong nhà mà cũng mất, điện thoại của Hồng Loan rồi đó, để bàn thờ là mất đó. Thì mình không biết, nhưng mình nghe thôi chứ mình cũng không biết. Tại vì nghe nói là cái điện thoại đó chị Hồng Loan lưu trữ lại rất là nhiều. Cái vấn đề trong gia đình giữa ba. Thì cái hồi mất á cũng nói lên đó là điện thoại không tiếc, nhưng tiếc cái hình ảnh mà lưu niệm đó thôi, để kỷ niệm đó, mà mất thì tiếc cái đó thôi. Nhưng mà từ từ nó cũng điều ra ra thì cũng ai lấy chắc cũng lời. Cũng phải lời ra. Tôi nói không có gì mà nói là con nuôi con ruột ở mấy chục năm rồi, giờ tự nhiên ba mới vừa nằm chết vậy con nuôi cũng vậy, mình cũng nên nói gì. Nếu là con nuôi cũng không nói gì chứ. Cái này còn chưa có ấy nữa mà khán giả mà con tao tới với nhiều ông Loan mà lo con ruột con nuôi chi làm gì. À, cô nghĩ như thế nào về cái gì chúc miệng cô? Cô còn đang để lại đó. Chúc miệng đấy ạ, gì chúc miệng. Thì gì chúc miệng thì coi như cũng phải có bằng chứng mới là chứ thôi, là không lẽ tôi nói tôi rồi lập tức nữa tôi có chết thì tôi để người lại cho thằng A quê. Nói gì cái là đâu có phải mà gấp lực phải giấy trắng mực đen. Giấy trắng mực đen là mới làm việc. Cái nói miệng ai không nói được. Thì như tôi có dạy lời vậy thôi, bức xúc là có cái là thông minh bạch á. Thông minh bạch. Thông minh bạch cái chuyện gì cô? Thông minh bạch cái vụ này tôi nói đó là coi như là tiền phúng điếu của cô bác mà con người ta gần xa mà không minh bạch, không công bố cũng trong gia đình không nói là chi vô thu là sao hết trơn. Cái đó là chi thu đâu có rõ ràng. Mình ở nhà mình cũng vậy, không tranh chấp gì hết, mình cũng vẫn chi thu rõ ràng. Chứ không phải là mình thốt cái túi rồi mình chia ra rồi nhớ hết thì thôi, không phải vậy. Có nhiều thông tin cho rằng là sau 100 ngày thì chị Hồng Phượng chính thức lên tiếng, thì theo cô là lên tiếng trễ hay là sớm luôn? Cái đó thì mình cũng không biết, thì tùy theo mỗi người thôi. Gốn lên tiếng thì chừng nào lên tiếng thì mình tiếp theo, mình theo dõi tiếp. Rồi lên tiếng như thế nào, lên tiếng cách nào, làm sao. Rồi thắng cuộc hay thua cuộc gì đó mình để theo dõi tiếp. Rồi vậy thôi. Rồi cô ơi, ngày mai là lễ 100 ngày. Thì cô có muốn nhắn gửi gì với chị Hồng Loan không? Chị Hồng Loan sẽ tổ chức 100 ngày ở đây rất là... Thì không nhắn gửi gì, ý muốn gặp Hồng Loan thì gặp trên điện thoại thì nhiều rồi, trên mạng gặp nhiều rồi. Mà nhưng không muốn gặp ngoài đời vậy mình ôm một cái thôi. Ôm cái thôi. Tại vì thấy tội nghiệp thương. Cố gắng mạnh mẽ rồi, giữ gìn sức khỏe thôi, rồi ôm cái cho nó... Chị, cô xem clip hôm qua 1 phút mấy chị Hồng Loan khóc. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô nhiều. Cô xem hôm qua clip chị Hồng Loan khóc chưa cô? Ngày nào cũng xem hết. Video này nó mới phim tầm dân. Không cái xét nghiệm ADN mà chị Hồng Loan có kể rằng á là 15 tuổi là đã cậu Năm đã xác nhận rồi, có nghĩa là ADN của Hồng Loan trùng với ADN của cha rồi. Thì cái vấn đề mà con ruột con nuôi thì bây giờ là theo cô nghĩ như thế nào? Cái đó thì mình cũng nghe thôi, nhưng mà gia đình...